Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ tháng 9 này, 3 tuyến buýt không trợ giá sẽ ngừng chạy do hoạt động không hiệu quả. Đây là kết quả của việc điều chỉnh sắp xếp lại các tuyến gây lãng phí. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, các tuyến xe buýt không trợ giá bến xe Chợ Lớn Bình Chánh, mã số 92, bến xe Chợ Lớn, chợ đầu mối Bình Điền, mã số 105, chợ Hưng Long, chợ đầu mối Bình Điền, mã số 106 sẽ ngừng hoạt động vì không hiệu quả. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định cho dừng hoạt động 4 tuyến buýt số 63, 125, 143, 111 cũng với lý do tương tự. Theo cơ quan quản lý vận tải công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, việc ngừng các tuyến buýt không hiệu quả và điều chỉnh, sắp xếp lại nhiều tuyến chưa hợp lý cũng như đề xuất một số tuyến ưu tiên nhằm tạo sự công bằng và đem lại sự tiện nghi hơn cho hành khách. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.000 đầu xe buýt hoạt động trên 200 tuyến, đáp ứng được khoảng 10,7% nhu cầu đi lại của người dân. Trong khi đó, mỗi năm ngân sách thành phố vẫn phải chi hơn 1.000 tỷ đồng để trợ giá cho loại vận tải công cộng này.